là dễ dàng và phổ biến ạ, thuận tiện ạ. Em truy cập vào internet thì là bằng điện thoại nhá. Còn bọn em thường vào truy cập vào những trang mạng xã hội như Facebook này, Instagram, hoặc là nếu mà muốn search tìm kiếm thông tin thì vào Google, rất nhiều thứ ạ. Mình thì đã sử dụng internet rất là lâu rồi. Tôi thấy việc truy cập internet ở Việt Nam thì khá là dễ dàng và thường là không bị ai ngăn cấm cả. Nói chung là mình không hiểu biết về cái gì mà mình muốn tìm hiểu thì lên mạng khá là dễ dàng. Internet thì rất là hiện đại. Thời buổi này thì ai cũng dùng hết á. Liên lạc với anh em rồi bạn bè bên nước ngoài, rồi truy cập những cái gì mình cần thiết mình gửi qua mạng, qua internet. Nhiều trẻ thì nói chung là đam mê quá thì chơi nhiều quá thì rất là ảnh hưởng. Còn mình dùng vào công việc thì là rất là tốt. Tùy thời gian, tùy yêu cầu và tùy cái ý thích của từng người. Có thể là chơi một chút game gì đó, hoặc là một cái chút giải trí về cái nội dung gì đó mà ai thích thì nói chung là có thể giải quyết được những cái chat trong cái giai đoạn công việc được. Đôi chút thời gian nào đó thì cũng tốt. Không chỉ những người chúng tôi hỏi ở trên đây, mà hầu hết người dân Việt Nam sẽ trả lời rằng họ chẳng bị sự cấm đoán nào trong việc sử dụng Internet, trừ phi sử dụng nó vào những hoạt động vi phạm pháp luật. Cho nên, việc nhà tự do có tên tiếng Anh là Freedom House đặt trụ sở chính tại Hoa Kỳ cho công bố báo cáo tự do Internet vào ngày 5 tháng 11 vừa qua. Trong đó, xếp Việt Nam vào danh sách các nước không có tự do Internet là không đúng với thực tế những gì đang diễn ra tại Việt Nam. Nhà nước Việt Nam luôn chủ trương thúc đẩy sự phát triển của Internet nhằm phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, cũng như đáp ứng những nhu cầu để trao đổi thông tin, học tập và làm việc của người dân. Thực tế cho thấy Việt Nam hiện đang là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng và sử dụng Internet và mạng xã hội nhanh nhất trên thế giới. Thưa tiến sĩ Cao Đức Thái, ông đánh giá như thế nào khi báo cáo của Freedom House xếp Việt Nam vào danh sách các nước không có tự do Internet? Hàng năm thì cái tổ chức này đều ra cái báo cáo về tự do. Họ tự cho họ cái quyền đánh giá như thế. Nhưng mà chủ yếu là họ đánh giá tiêu cực đối với lại các cái chế độ xã hội do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Tổ chức này, họ cũng không dùng quá nhiều công sức để mà xây dựng cái bản báo cáo đâu. Bởi vì là tôi xem cái báo cáo của cái tổ chức này đối với Việt Nam cũng như đối với các nước đấy thì nó cũng đan á như nhau thôi. Nó có thể là tăng lên một vài bậc rồi giảm đi một vài bậc. Đấy. Nhưng nó vẫn mang cái bản chất là xuyên tạc, là phủ nhận cái tự do của chúng ta. Những cái nội dung trong báo cáo này họ lấy vào đâu, căn cứ vào đâu thì tôi thấy như là cái báo cáo gần đây của họ đấy, thì họ căn cứ vào những cái tài khoản, những cái cá nhân và đã bị nhà nước chúng ta xử lý và bắt rồi là bỏ tù. Những cái blogger này đấy, những cái tài khoản này phát tán những cái thông tin làm tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, và đưa những cái thông tin làm băng hoại các cái giá trị về đạo đức và truyền thống văn hóa của dân tộc. Những cái cá nhân này đấy cung cấp tài liệu cho cái tổ chức Freedom House. Đấy là những cái căn cứ chính để họ viết lên cái báo cáo này đối với Việt Nam của chúng ta. Tất nhiên là họ cũng hư cấu rất là nhiều những cái nội dung khác. Cái cách thu thập thông tin này đấy là một cách thu thập thông tin xuất phát từ những cái định hướng xấu đối với xã hội. Theo ông, tại sao Freedom House lại đưa ra nhận xét đánh giá một cách sai lệch như vậy ạ? Những cái phát tán về cái báo cáo tự do này cũng là cái báo cáo mà nó phát tán rộng rãi nhất. Đấy, bởi vì nó thông qua cái đường Internet toàn cầu. Nó không bị giới hạn bởi các cái quốc gia, dân tộc. Cũng không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Có thể nói rằng khi phủ nhận này là nó có một cái tác động rất là tiêu cực. Ẩn sâu bên dưới những cái này đấy, đấy là cái mục tiêu của họ là nhằm vào hạ thấp chế độ xã hội của chúng ta. Và từng bước họ đi đến chuyển hóa xã hội của chúng ta sang cái xã hội theo cái mô hình của các cái quốc gia phương Tây, theo cái quan điểm của họ.
Freedom House cho rằng có hàng chục người đã bị bắt giữ, bị các án tù hay hình sự vì biểu đạt quan điểm về chính trị, xã hội hoặc tôn giáo trên mạng. Hay như một số trang báo mạng đã bị đình chỉ hoạt động cùng nhiều vụ gỡ bỏ nội dung, cho thấy chính phủ Việt Nam gia tăng giới hạn thêm nữa tự do Internet. Câu hỏi mà chúng tôi đặt ra là tổ chức Freedom House dựa trên cơ sở nào để chấm điểm mức độ tự do về quyền chính trị, dân sự cũng như tự do Internet ở Việt Nam? Và liệu cơ sở ấy có thật sự khách quan, đáng tin cậy? Và cũng như các lần trước đây, người của Freedom House thường thản nhiên trả lời rằng: chúng tôi có một chuyên gia chính phụ trách từng quốc gia, chuyên phân tích tình hình của quốc gia đó. Họ theo dõi tin tức và thông tin về tình hình quốc gia ấy, tham vấn những người liên quan tại nước đó hay những người thường xuyên lui tới nước đó, nói chuyện với các tổ chức, kể cả các nhóm hoạt động bên ngoài nước đó. Như vậy là đã rõ, cách tiếp cận vấn đề của Freedom House rất tù mù. Qua loa một chiều như vậy thì thông tin sai lệch méo mó là đương nhiên. Sao Freedom House không tham vấn thêm từ cơ quan chức năng của Việt Nam về vấn đề này rồi hãy đưa ra báo cáo có hay hơn không? Đúng là thời gian qua ở Việt Nam đã có tờ báo mạng từng bị tạm đình chỉ hoạt động với nguyên do là có nhiều sai phạm, nhất là thông tin sai sự thật, hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích. Chúng tôi cũng xin nói rõ thêm là theo thống kê của cơ quan chức năng Việt Nam, đến nay Google đã ngăn chặn hơn 7.000 video clip, gỡ nguyên 19 kênh có nội dung xấu độc trên mạng xã hội YouTube, đã gỡ 58 trên 63 trò chơi vi phạm pháp luật Việt Nam trên kho ứng dụng Google Play. Facebook đã gỡ bỏ 208 trên 211 tài khoản giả mạo, 2.444 link giao bán quảng cáo các sản phẩm dịch vụ bất hợp pháp, hàng trăm đường dẫn vào bài viết có nội dung chống phá đảng, nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam. Nếu như Freedom House lấy số liệu về những tài khoản trôi nổi, xấu độc trên mạng, bị pháp luật Việt Nam và nhà mạng ngăn cấm để cho rằng Việt Nam không có tự do Internet là điều rất đáng tiếc cho hình ảnh và tên gọi của tổ chức này. Cái tổ chức này ra đời từ năm 1941 cơ. Đấy, tức là ở trong thời kỳ chiến tranh lại. Cái thời kỳ đó đấy, thì cái sự phê phán của ngôi nhà tự do đối với các nước thì nội dung nó rất khác với cái hiện nay. Còn bây giờ đấy thì cái báo cáo của ngôi nhà tự do này họ săn soi cái pháp luật của các nước, trong đó có pháp luật của Việt Nam. Chẳng hạn như là pháp luật của chúng ta là không cho phép đưa ra những cái thông tin xuyên tạc, nói xấu chế độ xã hội, nói xấu xuyên tạc Đảng Cộng sản của Việt Nam chẳng hạn. Ngôi nhà tự do không có cái ngân sách gì, cho nên là họ muốn lấy được các cái tài trợ thì họ phải có báo cáo. Và những cái báo cáo này thì phải chiều lòng những cái thế lực mà chuyên cái hành nghề chống lại Cộng sản. Cho nên là đấy như là cái công ăn việc làm của họ mà thôi. Tôi nghĩ rằng là những cái người mà dành thời gian nghiên cứu những báo cáo này thì người ta nói chung cũng không đánh giá cao cái báo cáo của cái ngôi nhà tự do. Nhân đây, cần nhắc lại rằng sự thật về tự do Internet ở Việt Nam là trái ngược hẳn với những gì Freedom House vu cáo. Việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin là chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam, được quy định trong hiến pháp, pháp luật và được thực hiện đầy đủ trên thực tế. Nhà nước Việt Nam luôn chủ trương thúc đẩy sự phát triển của Internet nhằm phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, cũng như đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin, học tập, làm việc của người dân. Một trong những giải pháp nhằm đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân là Việt Nam triển khai có hiệu quả luật tiếp cận thông tin có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Đây là đạo luật rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tính đến năm 2019, có khoảng 64 triệu người Việt Nam dùng Internet, đứng thứ 16 trên thế giới về số lượng người sử dụng Internet. Hiện nay, số lượng người dùng truy cập bằng thiết bị di động là 61,73 triệu người, chiếm 96% số người sử dụng Internet. Trong số 143,3 triệu số thuê bao được đăng ký, thì có tới 45% đã đăng ký 3G và 4G. Có tới 2,7 tỷ lượt tải về các ứng dụng trên điện thoại. Còn Google xếp Việt Nam đứng trong top 5
các nước xem video trên YouTube nhiều nhất thế giới. Không chỉ xem video trực tuyến, hiện nay, giới trẻ còn có xu hướng tham gia sáng tạo và chia sẻ video. Bằng chứng là sự lên ngôi của các trang livestream, chia sẻ video trực tuyến như Facebook, YouTube, Instagram và đặc biệt là ứng dụng TikTok. Kể từ khi ra mắt cách đây 3 năm, tính đến tháng 6 năm 2019, ứng dụng này đã đạt hơn 1,2 tỷ lượt cài đặt và ngày càng phát triển nhanh chóng. Khi chúng tôi hỏi những người dân về ngôi nhà tự do Freedom House, cũng như đánh giá của tổ chức này về tự do Internet ở Việt Nam, thì họ đã cho biết như sau. Cái đấy thì tôi chưa nghe. Thì khi mà nghe cái tổ chức Freedom House mà công bố là Việt Nam không có tự do Internet thì cô thấy như nào? Cô thấy là sai, không có đúng. Nói chung là mình tự do, mình phải hiện đại bây giờ mà ai cũng thường xuyên dùng. Nói chung là rất tốt chứ. Mình chưa nghe cái tên tổ chức đấy bao giờ cả. Freedom House xếp hạng Việt Nam không có tự do Internet ạ. Em chưa một lần nghe qua. Em thấy rất là bất ngờ ấy ạ. Việt Nam không có tự do Internet ấy ạ. Em không nghĩ là như vậy ạ. Cái điều đấy thì hơi quá đáng. Nó đánh giá nó như thế nó cũng chưa công bằng. Một là đằng sau đó là có một cái gì đó chưa thiện cảm với ta. Cái thứ hai nữa là thực ra bản chất của vấn đề là cái người ta không thể áp đặt một cái tự do dân chủ của một cái đất nước khác, của tổ chức khác vào cái quy chế của nhà nước mình được. Cái điều đó nó không hợp lý. Môi trường xã hội cũng như lịch sử phát triển nó khác nhau hoàn toàn. Cũng như cái văn hóa của nhân dân, văn hóa của dân tộc cũng khác nhau hoàn toàn. Đây không phải lần đầu Freedom House dựng chuyện và nhận xét về việc thực thi quyền tự do chính trị và dân sự ở Việt Nam. Và không chỉ có thế, nhiều năm qua, Freedom House còn mở một số chiến dịch cổ súy cho cái gọi là tự do ngôn luận, tự do báo chí, thậm chí là kích động, hậu thuẫn cho một số kẻ cơ hội, phần tử vi phạm pháp luật ở Việt Nam. Như vậy, sự quan tâm của Freedom House đối với Việt Nam không phải nhằm khuyến khích tự do dân chủ, nhân quyền, mà chỉ chuyên tâm cổ súy các hoạt động gây bất ổn chính trị xã hội ở Việt Nam. Có câu nói rằng, chiếc áo không làm nên thầy tu. Cho nên, không phải cứ khoác lên mình hai chữ tự do, nhưng từ lời nói đến việc làm luôn đi ngược lại, thì việc Freedom House nhận được không ít chỉ trích từ nhiều nước, cùng với câu hỏi về mục đích hoạt động thực sự của tổ chức này là gì, cũng là điều thật dễ hiểu.